Chào bạn, ngày hôm qua thì mình đã có gửi một cái câu đố lên trang Revmas Việt Nam của mình. Câu đố có nội dung đó là đố các bạn có thể vẽ được một cái bức tường như thế này trong Revit. Bức tường này thì nó có đặc điểm đó là nó có hai cái giải vật liệu khác, hai cái giải vật liệu gỗ nó chạy trên cái mảng tường này. Thì một số bạn trả lời đó là sử dụng sweep. Sweep là để vẽ gờ tường chứ không phải là để ta tạo ra một vật liệu mới như thế này. Hay có bạn thì bảo dùng split rồi vẽ pen, thì cách đấy cũng được. Phải rất là lâu, tưởng tượng cả một công trình to thì không thể vẽ luôn cách đấy rồi. Và trong clip hôm nay mình sẽ giải đáp cho bạn đó là làm sao có thể tạo ra được một bức tường với khổ đặc tính đó là có 2, 3, 4 hoặc nhiều lớp vật liệu như thế này. Quay trở lại Revit thì ở đây mình đã tạo sẵn một bức tường rồi. Bức tường này đây. Đấy. Thì mình sẽ chọn bức tường và mình chọn Edit Type để chỉnh sửa nó. Sau đấy mình chọn là Edit Structure để can thiệp vào lớp cấu tạo của bức tường. Sau đấy mình chọn Preview đây. Các bạn thấy bức tường của mình ấy, hiện tại nó đã có hai lớp vật liệu hoàn thiện là vữa, được chưa? Và lớp vật liệu ở giữa là gạch 220 với hai lớp vữa là 20. Thì cái này là tường ở Việt Nam các bạn hay thấy rồi, đúng không? Thì bây giờ mình sẽ làm thế nào để tạo ra hai cái giải vật liệu nó chạy lên trên như thế. Thì các bạn chọn cho mình nhé. Các bạn chọn cho mình chọn chế độ Session này, nhớ chọn Session. Bình thường các bạn kích vào Preview thì nó là ở chế độ là Floor Plan. Ở đây các bạn chọn cho mình Session. Thì ngay khi các bạn chọn Session thì ở đây cái bộ công cụ này nó sẽ sáng lên này. Đấy, đây là một bộ công cụ rất là hay mà nó chỉ sáng lên ở cái View Section. Được chưa? Rồi, bây giờ việc tiếp theo của mình đó là mình sẽ insert một cái lớp vật liệu mới vào đây. Một layer vào đây. Mình sẽ cho nó Up hay Down. Nó, ví dụ các bạn muốn cho cái giải đấy nó nằm bên ngoài thì mình sẽ cho nó lên Equal Size, mình up nó lên. Được chưa? Sau đấy thì mình sẽ cho nó là lớp vật liệu hoàn thiện, Finish. Được chưa? Và ở đây thì các bạn có thể chọn vật liệu cho nó. Ví dụ mình chọn đây là gỗ. Được chưa? Rồi. Ở đây thì lượng cái thích nít các bạn bỏ qua, không can thiệp vào nó nhá. Sau đấy thì các bạn chọn cho mình cái công cụ Split Region ở đây. Công cụ này chuyên để cắt các layer. Đấy, các bạn chọn mình Split Region. Rồi đấy, các bạn zoom lại. Các bạn có thể kéo này, được chưa? Rồi, giả sử mình muốn một cái giải vật liệu nó cách phía dưới này là 1 mét, được chưa? Mình zoom lại gần nhá. Đấy. Mình kích vào đây. Kích vào cái mép ngoài các bạn nhá. Rồi, một lần không được, các bạn zoom đi tí. Kích. Đấy, các bạn thấy chưa? Nó cắt rồi nhá. Đây. Được chưa? Ở đây nếu các bạn muốn chỉnh 1 mét thì các bạn kích vào Modify. Các bạn chọn cái cạnh này. Các bạn nhập đây là 1 mét. Được chưa? Rồi. Tiếp theo mình sẽ lại chọn Split Region này. Và mình sẽ cắt tiếp. Giả sử mình muốn có cái giải G đấy là có độ rộng là 400. Thì mình cắt vào đây. Mình đưa vào đây. Kích vào. Đấy, các bạn thấy chưa? Chúng ta đã có một cái giải này. Tiếp theo, các bạn thấy là giả sử mình muốn tiếp trên này có một giải nữa. Độ cao các bạn lấy tùy thích nhá. Đây mình sẽ lấy một cái độ cao tùy thích rồi. Thì vào đây, cắt. Và cắt. Được chưa? Ở đây như mình nói, các bạn muốn chỉnh cái cao độ này, các bạn phải kích vào Modify. Chọn đây, chọn vào cái cạnh này này. Hiệu đây 400. Ok. Rồi, như vậy chúng ta đã cắt được cái layer này thành hai giải rồi. Tiếp theo các bạn là các bạn chỉ việc chọn là cái lệnh assign layer này cho mình. Thì các bạn có thể chọn được cái giải này, chọn này. Và đưa vào đây, chọn tiếp. Chúng ta đã chọn được hai cái này. Và đây các bạn có thể chọn cho nó vật liệu. Vật liệu gì đấy? Thực ra đây do ban đầu mình chọn rồi thì bây giờ mình không cần chọn nữa, nhưng giả sử các bạn có thể chọn được. Các bạn kích vào ok nhá. Ok. Đấy. Các bạn thấy chưa? Và chúng ta đã có được một bức tường với hai giải vật liệu nó chạy như thế. Và các bạn hoàn toàn có thể tạo ra được nhiều giải vật liệu chạy trên bức tường này. Đấy, nó mang tính trang trí cho bức tường của chúng ta. Bây giờ các bạn thấy là chúng ta vẽ thì nó sẽ luôn luôn có cái giải vật liệu đấy. Đấy. Thấy chưa? Và các bạn thấy không? Cái này nó sẽ rất là nhanh. Các bạn tạo sẵn, tạo thẳng ra một loại tường có các giải vật liệu chạy trên và không phải vất vả như là dùng pen hay là size như chúng ta dùng sweep.
Được chưa? Ok. Như vậy thì mình đã hướng dẫn các bạn tạo ra bức tường với cái đặc tính này rồi nhá. Rất là thú vị đúng không? Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip lần sau. Hy vọng các bạn hãy like, pay, share bài viết để ủng hộ chúng tôi. Xin chào.